Ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi live stream trên không gian mạng. Hoạt động này vi phạm các điểm A, B, khoản 3, điều 16, điểm B, khoản 1, điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm B, khoản 1, điều 5, Nghị định 72-2013 NĐ-CP đã xâm phạm quyền và lợi ích của cá nhân. Trước đó, hội đồng xét xử cũng cho biết hành vi của bị cáo Hằng và đồng phạm có dấu hiệu phạm nhiều tội như vu khống, làm nhục người khác. Tuy nhiên, khi tuyên án, bà Hằng lại chỉ bị xử lý về một tội danh và đã bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Về vấn đề này, hội đồng xét xử giải thích rằng, theo nguyên tắc thu hút tội danh, bị cáo Hằng và đồng phạm bị xử lý có mức hình phạt nặng nhất và đã bị thu hút về tội danh này, thế nên không có căn cứ để xử lý về những tội danh khác. Sau khi tòa tuyên án, giây phút nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã bày tỏ sự ân hận, đau khổ khi không thể kiềm chế được bản thân để trở thành bị cáo như hôm nay và bỏ dở bao nhiêu tâm huyết giúp cho người nghèo, người bệnh tật suốt 18 tháng qua. Bà Hằng cho hay, mong tòa xem xét vì sao bị cáo phạm tội, xem xét bị cáo đã đóng góp cho xã hội, hoạt động bền lâu, không phải muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Bị cáo làm lâu dài, như trong đại dịch bị cáo đã bán nhà bỏ tiền mua bình oxy, bảo lãnh công ty mua oxy để cứu dân trong đại dịch. Cùng tội danh trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Quân, 45 tuổi, là tiến sĩ luật, 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo nhân viên của bà Hằng là Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi và Huỳnh Công Tân bị phạt 18 tháng tù. Đối với Đặng Anh Quân, đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Nguyễn Phương Hằng trong 11 buổi live stream, cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, trong buổi live stream ngày 24 tháng 12 năm 2021, Quân đã có phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Đối với Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet, thông báo thời gian, chủ đề live stream, chuẩn bị nội dung, sân khấu để Hằng live stream và đăng tải các bài viết của Hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của Hằng. Do đó, hành vi của Nhi, Hà, Tân và Quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho Hằng. Hành vi của Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân, Đặng Anh Quân đã vi phạm các điểm A, B, khoản 3, điều 16, điểm D, khoản 1, điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm D, khoản 1, điều 5, Nghị định số 72-2013 NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung. Theo hội đồng xét xử, cáo trạng truy tố Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm là đúng người, đúng tội, không ăn sai. Trong vụ án này, bà Nguyễn Phương Hằng là người khởi xướng, có vai trò quan trọng. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức với vai trò giản đơn. Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới trật tự xã hội, cần áp dụng hình phạt tù mới đủ răn đe. Bên cạnh đó, tòa ghi nhận cho các bị cáo các tình tiết giảm nhẹ. Ngoài việc tuyên án đối với các bị cáo, hội đồng xét xử có kiến nghị tiếp tục xử lý ông Huỳnh Uy Dũng là chồng của bị cáo Hằng. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện rất nhiều buổi live stream, nhưng kết quả giám định có 57 buổi live stream có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật. Trong 57 buổi live stream trên, ông Huỳnh Uy Dũng có tham gia một buổi vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, có nội dung xúc phạm theo đơn tố cáo của nhà báo Nguyễn Đức Hiển. Clip thu giữ đã thể hiện ông Dũng tham dự sau khi bà Hằng đã chấm dứt việc phát ngôn xúc phạm ông Hiển. Đồng thời, quá trình điều tra không có tài liệu xác định ông Dũng xúc phạm nhà báo Đức Hiển. Đồng thời, cơ quan điều tra xác định thêm, bị cáo Phương Hằng và đồng phạm được thực hiện tại nhà riêng ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 3 tỉnh Bình Dương trên ô tô và một lần tại Hà Nội. Quá trình thụ lý, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã trả hồ sơ làm rõ hành vi của ông Dũng. Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra và xác định hành vi của người này không đủ căn cứ xử lý hình sự.
Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân TP.HCM có nhận được nhiều đơn kiến nghị xử lý ông Huỳnh Uy Dũng, trong đó có đơn của con trai bị cáo Hằng. Do giới hạn phạm vi xét xử, nên hội đồng xét xử quyết định kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng. Ngoài ra, các bị cáo còn cần chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường cho bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan mỗi người 18 triệu đồng. Cũng trong phiên tòa, về phía các cá nhân khác đã bị bà Hằng xúc phạm là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã rút lại yêu cầu bồi thường hơn 43 tỷ đồng. Ca sĩ Vy Oanh cũng không yêu cầu bồi thường về vật chất. Tuy nhiên, họ đề nghị bà Nguyễn Phương Hằng xin lỗi công khai tại tòa. Trước đó, khi được chủ tọa hỏi có ý kiến gì trong vụ án, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã trình bày rằng: "Những gì bị cáo Hằng gây ra đã khiến tôi tổn thương sâu sắc về tinh thần, danh dự tôi bị chà đạp khốc liệt, hợp đồng kinh tế biểu diễn đã bị ảnh hưởng. Dù vậy, tổn thất vật chất tôi có thể kiếm lại, nhưng tôi cần danh dự, cần trả lại cho tôi sự trong sạch mà 20 năm nay tôi tạo dựng với công chúng và truyền thông. Tôi cần lời xin lỗi của bà Nguyễn Phương Hằng dành cho tôi trước tòa, truyền thông. Tôi không cần gì hơn, tôi chỉ cần lời xin lỗi trực tiếp của bà Hằng." Ca sĩ Vy Oanh cũng trình bày thêm, "Lý do tôi có mặt trực tiếp tại đây là lo cho tương lai của các con mình, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của các con. Bà Nguyễn Phương Hằng bị xét xử hôm nay là đã đủ cảnh tỉnh đối với bà Hằng. Ai cũng có lần sai và quan trọng là họ nhận thức được cái sai. Bà Hằng đã nhận thức được cái sai rồi, tôi không còn ý kiến gì nữa. Tôi chỉ mong nhận được lời xin lỗi của bà Hằng để các con tôi thấu hiểu." Sau lời trình bày của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Vy Oanh, khi chủ tọa hỏi bà Nguyễn Phương Hằng rằng có xin lỗi tại tòa hai cá nhân được không, bị cáo Hằng trả lời bản thân cũng bị xúc phạm, cũng chịu tổn thương và cho rằng bản thân đã phải trả giá quá đắt. Về yêu cầu của các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh, chủ tọa đặt câu hỏi bị cáo Hằng có nhận thức được sai phạm không và có xin lỗi những người mà bị cáo xúc phạm không. Tuy nhiên, bà Hằng đã từ chối yêu cầu xin lỗi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Vy Oanh. Bị cáo Hằng nói, "Một lời xin lỗi không phải là vấn đề. Bị cáo nhận thấy bị cáo bị tấn công trước, chứ bị cáo không chủ động đi tấn công ai cả. Bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng, bị cáo đã trả giá quá đắt rồi." Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh là ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni là nhà báo và thạc sĩ luật, ông Huỳnh Minh Hưng tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên là ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển hiện là phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng đã khai thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân nêu trên đều do bà này đọc trên Internet, đọc báo và nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở để chứng minh. Hồ sơ vụ án thể hiện, để tăng độ uy tín, tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng đã mời ông Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học TP.HCM cùng tham gia vào những buổi livestream. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, ông Quân đã cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan, góp phần cổ vũ tinh thần, góp thêm ý chí cho bà chủ Đại Nam thực hiện hành vi phạm tội. Có thể nói, bản án này của các bị cáo cũng là bài học cho những kẻ lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân để phục vụ cho lợi ích cá nhân. Bởi với bất kỳ ai, dù ở vị trí xã hội nào, thì khi thực hiện quyền tự do ngôn luận, thì công dân cũng phải tôn trọng quyền tự do được bảo vệ về danh dự và nhân phẩm của chủ thể khác.